Gần 200 em nhỏ trên địa bàn ấp Hồ Tràm, huyện Xuyên Mộc xúng xính trong những bộ quần áo mới, háo hức với niềm vui được tham quan và vui chơi tại khu du lịch The Grand Hồ Tràm trong một ngày với chủ đề The Joy of Giving. Đây là món quà cuối năm do khu du lịch The Grand Hồ Tràm tổ chức cho các em nhỏ ở địa phương vui chơi. The Grand Hồ Tràm, một khu du lịch 5 sao tọa lạc trên bờ biển đẹp ở huyện Xuyên Mộc, nơi dành cho khách du lịch cao cấp đến nghỉ dưỡng, thư giãn. Vậy nên, với những em ở ấp Hồ Tràm, dù nơi các em sinh sống hàng ngày chỉ cách khu du lịch chưa đến 10 km, nhưng hiếm khi được vào đây vui chơi. Chuyến tham quan vui chơi này quả là một trải nghiệm thú vị, một món quà đặc biệt mà ban quản lý khu du lịch dành tặng cho các em nhỏ, góp phần mang niềm vui đến các em nhân dịp năm mới về. Thông qua chương trình này, chúng tôi mong muốn sẽ mang đến niềm vui, hạnh phúc cho các em thiếu nhi tại Hồ Tràm trong dịp Giáng sinh. Đây cũng là một trong những hoạt động an sinh xã hội thường xuyên của The Grand Hồ Tràm nhằm kịp thời chia sẻ những khó khăn đối với người dân tại địa phương. Ngay sau phần đón tiếp đầy nồng nhiệt, các em đã được đưa đi tham quan xung quanh khu du lịch tuyệt đẹp. Cảnh vật ở đây xinh đẹp, nên thơ, phòng ốc hiện đại. Có lẽ đây là lần đầu tiên các em nhỏ được ngắm nhìn thỏa thích. Các hoạt động sinh hoạt tập thể vui nhộn, thú vị càng khiến cho không khí trong đoàn sôi động hơn. Các em thiếu nhi được hòa mình với các trò chơi vận động như kéo co, nhảy dân vũ, thuyền banh, vẽ mặt hóa trang, thổi bong bóng nghệ thuật, chụp ảnh lưu niệm bên nhà bánh gừng và các tiểu cảnh Giáng sinh, thưởng thức bữa tiệc buffet với các món Giáng sinh. Lần đầu tiên chúng con được tới casino để được chơi những trò chơi, con rất bất ngờ với nhiều thứ mà những tổ chức ở đây đã tạo cho chúng con. Đó là một sân chơi rất là vui, được ăn uống và trải nghiệm rất nhiều thứ. Con mong muốn là lần sau sẽ có nhiều hơn những cơ hội như thế này để chúng con có thể tiếp tục chơi đùa và trải nghiệm thêm những thứ mới ở casino. Trước kia thì em không được đón Giáng sinh kiểu như vậy. Khi được mời được casino mời vô đây thì em rất là bất ngờ, rất là vui khi được đón cùng bạn bè một không gian rất là sang trọng. Đến đây em được trải nghiệm những hoạt động như là vui chơi, rồi ăn uống, rồi giải trí, rồi rất là nhiều. Điều đó là em rất là hạnh phúc bởi vì lần đầu tiên được em ước gì được nhiều cuộc trải nghiệm hơn nữa. Các chương trình thiện nguyện góp phần mang niềm vui đến cho cộng đồng là hoạt động thường xuyên của The Grand Hồ Tràm Street. Chỉ tính trong năm 2018, đơn vị này đã tổ chức nhiều hoạt động vì cộng đồng như thăm tặng quà cho trẻ mồ côi ở Trung tâm Bảo trợ Trẻ Em Vũng Tàu, trao học bổng cho sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu, giải cứu Thanh Long, Xuyên Mộc, đóng góp quỹ vì người nghèo, vân vân. Và chương trình The Joy of Giving là hoạt động khép lại chuỗi các chương trình đầy ý nghĩa này. Sau chuyến đi thú vị ấy còn là sự lan tỏa của tình yêu thương mà các doanh nghiệp và cộng đồng dành cho các em có hoàn cảnh khó khăn ở Hồ Tràm. Hơn thế, đây còn là động lực, là nguồn cảm hứng để các em nhỏ nỗ lực hơn trong học tập, vượt qua mọi khó khăn để vươn lên trong cuộc sống. Mai này có những đóng góp thiết thực cho quê hương.